8 rưỡi. Cô chú đang 8 cái nha các bạn. Lấy thêm một bình rau hai nữa em. Rau đây giờ rau đủ, rau bánh tráng các bạn. Có cái chuối để không bị dính đó mọi người. Ôi chú Kim đi lên trễ vậy. Đây chắc rảnh chú Kim đi lên trễ này. Dạ. Kim nay chắc nghỉ lễ đi chơi lỡ này. Bất ngờ trước khi mà đi ăn bánh xèo trở nãy là bà nội dẹp rồi là trước khi này lên hết cái bánh xèo ăn luôn à. Nãy là tính dẹp rồi đó. Mà mấy cô vô. Rồi khách vô giờ khách đi vô người ta đi ăn nè. Ăn đây hay mua gì anh? Chạy vô trong luôn. Đèn nhấp nháy ghê ta. Nó nhá người ta, ta chửi. Trước khi lại tôm lột nha các bạn.
nó đá mấy xe của người ta đi ngược á. Hết tôm luôn em ơi. Cô còn hai cái nữa. Cái hà vô bọc cho cô đi. 3-4 bọc được. 8 cái á. Nãy đám nấp nấp nghỉ rồi. Tám cái. 42 bé. 42 á. Đó, đây khách là mới vô nha các bạn, tính là nghỉ rồi đó. Nghỉ lễ hả anh Kim? Nghỉ lễ đi chơi. Hôm nay là chủ nhật chứ không phải nghỉ lễ. Ở đây cũng chủ nhật. Chưa được nghỉ lễ. Chưa. Nên chủ nhật thì được nghỉ. Chứ lễ vẫn làm. Dạ. Đi hơi trễ ha, anh đi trễ à? Dạ. Nó nghỉ rồi đó. Hết bột nghỉ rồi đó. Mới khách mới vô á. Hết rồi. Bà đi gái. Có khách nha. Đó. Ông bà để ủng hộ 8 cái bánh xèo. Bao nhiêu cái? 2 cái đem về hả? Dạ. Yeah. 2 cái đem về bà nội ơi. Rồi, có nghĩa là mình sẽ phải lên một cái chảo nữa chứ hơi chậm rồi. Bốn bọc anh. Rồi đau hai luôn.
rau dùng trước rồi em chưa có bánh nha, một xíu. Tôm lọc của chú phim nha các bạn. Em không có ra ngoài nha. Một cái, một cái. Thôi giờ đi ráp ta. Thôi được rồi, làm. Thôi được rồi, một cái được rồi. Chú Kim là đứa bụng ăn bánh xèo nha các bạn. Còn không ăn đó, ghiền á. Còn không ăn là lấy ghiền á. Ông nội là ngồi đổ bánh xèo là còn thêm mấy cái nghề là rồi sửa xe nữa các bạn. Sửa xe để mấy đi. Đây, mời bà nội uống nước. Dạ, con mời chú Hà uống nước. Ok, thánh kiều sơ mít. Hai cái, một cái nha quý vị. Ba em gái. Hỏi thử ba chị gái ăn bánh xèo mấy ạ? Ba chị mới vô á? Rồi, bánh xèo tôm lọc của chú Kim. Hết tôm rồi. Nãy kêu nãy giờ. Thôi được rồi, giỡn hoài, giỡn hoài. Ta lâu lâu ta mới làm vậy. Lâu lâu mới làm vậy chứ không phải làm thường xuyên đâu. Rồi.
Rồi một bánh của em trai này luôn. Rồi rồi. Cứ giỡn hoài ta. Rồi một cái cho anh trai về luôn. Ủa rồi ba cái bánh của ba em gái ăn sao? Ba cái thường hả? Cái này của chú Kim nữa nha các bạn. Trời ơi, nãy mà đấm bóp là nãy không được, nãy được 20 cái nữa thôi. Ghét bà nội luôn, chết rồi. Bà nội cái này mà bà nội luôn. Bán từ mai rồi. Không có gửi tiền, ông nội đắp từ nhà. Cái dầu nhanh hết dữ ta, là tốn dầu dữ ta, mấy cái là hết dầu nữa rồi. Bà cô chú đi ăn trễ nãy là khách mới thấy mấy khách vô là lên kèo á, kèo điện ốc á. Ủa, hết tôm rồi, hết tôm. Là hơn ta 8:30 xíu nha mọi người ơi. Uống nước no luôn. Sáng chưa ăn uống nào. Tiêu. Lá cờ phụ phi tấp phới. Bây giờ là mọi người đi ngoài đường á, ở Việt Nam á, là mọi người thấy là cờ là rập trời luôn á, cờ đỏ sao vàng. Rồi có khách vô nữa kìa.
Ôi, đội quân kia vừa ra ta. Trời ảm nha. Sao mặt buồn vậy? Bánh từ chú Khiêm kìa. Bánh tôm lột của chú Khiêm á. Khó cổ lại nhanh. Dạ cứ khó lại. Khách họ đi ăn về đêm á các bạn ơi. Mọi người ở quận 12 này thấy ít chứ, còn lên các cái quận 3, quận 1 là người ta sống về đêm. Người ta nhộn nhịp lắm. Ở trên này thì giữa ngoại thành nha các bạn. Hết đậu xanh luôn. Mấy gái anh? Hai gái hả? Rồi ok, hai gái cho anh trai luôn. Rau cho anh trai luôn. Bỏ đi em lấy cho. Bỏ vô em lấy cho. Cái này là của hai mấy đứa con gái không? Ba cái không em? Hay là hai cái? Ô, nãy giờ nó chạy luôn ta. Sớm mà đây ngày lễ người ta đi ăn trễ đó. Thôi hồi nãy giờ cũng mua mấy người vô chứ. Mua về nữa, mua để cô mua về 8 cái đó. Chào cái ơi, chào cái ơi. Mắc cỡ ta. Nó bỏ lên. Chị chào cái đi. Hồi nãy mới khóc nè, nước mắt không. Nó khóc hết rồi. Đó đó đó, chú đó, chú đó. Ê.
chú Khiêm á. Anh Khiêm hai cái rồi hả? Anh có hai cái rồi, lấy nữa không? Ủa, không anh dưới lại ra. Hai dòng người hai cái hả? À, ông ăn mạnh á, ông ăn mạnh á. Còn được mấy cái bánh nữa nha các bạn, 4-5 cái nữa. Bán thêm được 20-30 cái cũng đỡ chứ. Trời ơi, quá đỡ vậy. Đang ngồi đang buồn. Hôm nay lễ mà mua rau gì chứ. Lễ người ta đi chơi, đi xa nhiều quá. Ông nội ông đi test xe, test đèn. À, nó chạy liền, nó chạy nhanh thì nó không bị mà dừng dừng lại. Riêng ga thì nó không bị. Đi chợ đi, con chở mày đi. Chợ đầu mối, tôi gặp xe này chắc không. Chợ đầu mối thằng anh chị không ạ? Chứ sao, đầu mối mà, người ta mua buôn bán số lượng lớn mà. Bé của anh kia mình thì cũng khó nuôi, nó thấy nó ốm. Chắc là làm miếng ăn rồi. Mấy chị đó. Ủa hai chị em nói gì mà nó nhỏ nhỏ dữ ta? Hai cái á, ảnh hai cái á, anh lấy hai cái á. Không, ba đứa gái là có hai cái à? Mới kêu thêm cái nữa hả? Ông nội bữa lại vậy. Ông nội bữa lại là ông nhảy vô ông đó. Mới thêm một cái, mới thêm một cái.
Bây giờ hợp lý nhất là bé Hà đổ, ai đổ. Gì bye bye hả? Ủa nhà ai mới hát chèo ta? À chú mới hát chèo không? Ủa thiệt luôn hả? Ủa nói giỡn mà ra đổ thiệt luôn hả? Thôi ơi mai nghỉ ngơi, nghỉ ngơi mai ta đi chơi rồi. Ừ. À, đổ để biểu diễn thôi nha các bạn. Đúng rồi. Ta vô ta rửa mặt cho nó sạch sẽ rồi rửa. Tốn hết một miếng gọi là sữa rửa mặt đề bôn gì đó. Đúng rồi, mai đi chơi là giờ bắt chiên với giờ sao không? Mai đi vòng vòng. Rồi xong rồi. Nhạc là lớn quá. Con bé của chú Kim này nó mến chị, mến bà hơn hết ta. Nó đi với anh Kim là thấy nó im rồi, nó không bị la khóc à. À vậy là bé nó mến cho anh hơn bé nó mến anh ha. Rồi gầm trăm viên rồi. Bên diễn 12 đó anh. Không gọi bắt hồ quên luôn. Có gì đâu, mình làm thêm mấy cái nữa. Đâu. Ủa vậy hả? Hay vậy ta? Vẫn là bé của bé chú Kim là thích văn nghệ rồi. Quá đau lòng. Em ơi,
Tiếng hống Điện Biên, bộ đội ta tiến quân trở về giữa mùa hoa nở. Gắn cờ để gắn lá cờ, bữa nay là mấy ngày lễ, mấy cái ngày mà lễ lớn của đất nước là phải treo cờ gọi là mừng chiến thắng. Ôi. Rồi, điện thoại còn phát pin luôn á quý vị ơi. Mình sẽ kết thúc video luôn. Không còn cái gì để quay luôn á. Qua đây. Không còn pin nữa. Nói chung giờ khách vẫn còn nha các bạn. Nhưng mà bây giờ là mình sẽ đi về. Chúc các bạn, cô chú và các bạn vui vẻ và hạnh phúc. Một ngày mới vui vẻ. Rồi có nghĩa là có một ngày lễ vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Bên kia cho chú mở nhạc to quá. Và thứ nhất là các cái thiết bị quay của mình, nãy mình quay rất là nhiều video và cũng hết pin luôn rồi các bạn ơi. Rồi, chúc mọi người nha, bye bye nha. Bye bye tất cả ông bà con chú nha. Hãy ủng hộ kênh của chú Hà nha. Ủng hộ bánh xèo nhí của con nữa.